nó hẹn mấy giờ đó chị? À, đầu đó không có giờ đó, hết giờ rồi. Chưa, chưa, ấy là mua rảnh mới làm được. Vậy họ đẹp hết tới 10 giờ, cái ngầu đó đây họ chưa tới rồi làm cho. Đặt trễ đó. Sao đẹp hôm qua chẳng khỏe. Thì sớm 5-10 phút là làm liền. Ngầu đó xíu làm. Trời, thấy tre đó. À, cốc. Cốc cảnh nó không có to. Cảnh nhỏ xíu xíu thôi.
sáng to hết điện đẹp không, đẹp dồn vô lần đó đó. Nhiều cái là như da gà đó chị, chứ do cá nhân thì là gáp được. À, nón bá bao dùm cho để 70 với 160 thuốc là 230, đúng rồi 23. Rồi rồi. Thôi hẹn 10 rưỡi được không? Dạ luôn. Dạ đúng rồi chị. Dạ chỗ ngô thì nhầm đó chị. 63 ngô nhầm đã quên. 63 ngô thì nhầm đối diện với ớt nhầm. Chỗ đường số 7, số 7 131 đó chị. Alo xin ờ em học nghề hả? Ờ, học thì chị không cho thực hành nhanh nghe, chậm chậm nghe, thì ý là trong vòng 2 tháng này biết làm cơ bản đó rồi làm lần lần quen nghề, chứ còn tập nhanh quá là chị không cho tập nhanh quá được. Ừ, 10 triệu á. Ừ, họ muốn rảnh em cái súng đi, cái nói chuyện rồi tính.
đó nghe. Mình học mấy tháng đâu rồi, mình học mình nhớ mình chứ, mình sờ nữa chứ.